Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Là đầu tiên thì mình xin chúc tất cả các bạn có một năm mới sức khỏe bình an và an khang thịnh vượng nha. Thì hôm nay thì mình rất là vui luôn. Buổi sáng ngày hôm nay mình mới vừa nhận được một cuộc điện thoại của một cái anh giao hàng, nói là cái thư mà của bên YouTube á, gửi về cho mình đang đến trên đường đến chỗ mình nha. Hồi nãy mình nghe là mình nổi da gà, bây giờ các bạn xem cái tay mình nè, vẫn còn nổi da gà nè. Mình không ngờ là cái thư đó lại gửi về nhanh như vậy. Các bạn xem, da gà mình vẫn còn nổi rất là nhiều luôn. Tại vì cái hôm mà mình gửi cái địa chỉ cho bên YouTube á, thì ngày 8 tháng 2, mà ngày hôm nay thì là ngày 11 tháng 2. Chỉ có 3 ngày thôi mà sáng ngày hôm nay là mình đã được nhận cái cuộc điện thoại là thư đang gửi về rồi. Chắc khoảng một chút xíu nữa thư gửi về tới thì mình sẽ quay cho các bạn xem nha. Xin chào các bạn nha. Thì trên tay mình đang cầm một cái mã pin của cái Google AdSense gửi cho mình đó. Thì mình đứng ở đây từ hồi mà lúc 8 giờ sáng anh shipper anh gọi á, mình đứng tới bây giờ là 4 giờ 50, tức là mình đứng 8 9 10 8 9 10 11 12 1 2 3 4, mình đứng gần 9 tiếng đồng hồ để mình chờ cái bức thư này nè. Hồi sáng thì mình đứng đầu bên kia mình quay lại là mặt trời bên kia dọi qua, thì mình đứng tới chiều luôn thì mặt trời bên đây dọi lại, thì mình rất là vui luôn. Nếu một lát mình vô mình nhập cái mã pin rồi, tối mình sợ mình quay không kịp, có thể là ngày mai ngày mốt mình sẽ làm một cái video mình ăn mừng để mình nhận được cái mã pin này nha. Hôm nay là ngày 11 tháng 2 năm 2022. Xin chào tất cả các bạn nha. Trên tay mình đang cầm là 5 ký ốc bu mà mình mới mua ngày hôm qua đó. Mình dọn tới hôm nay, bây giờ mình sẽ làm món ốc bu hấp xả nha các bạn. Để làm món ốc bu hấp xả thì chúng ta nhất định là phải có xả nha. Quên đó, mình sẽ lấy cái kéo mình cắt xả. Đây là cái bụi xả huyền thoại nha. Rất là nhiều cái video mà mình quay cái bụi xả này luôn rồi. Như vậy là chắc đủ rồi đó. Đây, vô mình sẽ cắt mình hấp xả cho các bạn. Đổ được 5 ký ốc này vô hấp á, thì chúng ta sẽ dùng cái son khổng lồ nha. Bắt đầu à, chúng ta luộc. Đây, thơm nồng nạc luôn, thơm nước mũi luôn. Xa xa vô quay. Xa xa vô quay, cục bỏ đỏ thế nào. Không biết cái vỏ này định đủ không đó nè. Rồi, không đủ luôn rồi. Còn đủ chín lắm luôn tay. Sao da cái nước vàng vậy? Cái nước vàng là do cái xả này không? Xả thơm với nước vàng phải không? Mì lên, ngon ngon. Đây, bấm quay là cái mũi ớt còn nè. Thần thánh. Mũi ớt siêu ngon. Mình đổ nó ra cái dĩa luôn. Thôi, đổ vô hai chén này, còn chén còn chén. Chưa đứng đây từ từ. Nha. Xin chào tất cả các bạn nha. Chào mọi người. Thì cái 5 ký ốc của mình mà hồi nãy mình luộc á thì cũng đã nằm trong vỏ nha. Nói 5 ký nhưng mà thật chắc là trong rổ này không có tới 5 ký, tại hồi nãy mình đổ cái son nó ra đó thì cái vỏ nó không có đựng hết, nên khoảng còn gần ký á, còn nằm ở dưới cái son á. Bây giờ mình với nhỏ cháu mình á, hai con cháu mình sẽ ăn ốc nha. Dạ. Rồi con để này nè, đây. Chấm này luôn, lắc cái phần này nè, mình để vỏ lên.
sẽ lựa con bự nhất nha. Mình sẽ cho nó con bự trước, mình lấy con dừa trước nha. Ăn cái phần đầu thôi nha. Mình xin mời tất cả các bạn nha. Cái này là ăn, cái này ốc là mừng ngày vui của mình. Hôm nay là mình nhận 11, 12, 13, 14, 15. Thì hôm nay là ngày 15 mình mới có thời gian để quay cái clip mà mình ăn mừng mình nhận được máu pin đó. Hôm bữa mình nhận thì mình rất là vui luôn. Mình xin mời các bạn nha. Mời mọi người nha. Ngon quá. Cái nước nó ngọt á mà thêm cái xả thơm nữa. Rất là ngon luôn. Mình ngồi mình ăn đây một lát, mình ăn khoảng vài con đó mình sẽ tâm sự với các bạn sao nha. Cay hả? Dạ. Nước chấm cậu mình làm rất ngon nhưng mình nó hơi cay tí nha mọi người. Nước chấm mình đâm thì nó rất là ngon luôn nhưng mà có điều thì nó hơi cay. Thôi xong, con ốc nè. Cái thằng đuôi nó rất là nhiều luôn nhưng mà mình không ăn cái đuôi, ăn cái đầu thôi. Các bạn à, hôm trước cái bàn áo pin đó thì mình đã gửi một lần vào ngày 19 hay gì á, 19-20 gì đó, 19-20 của tháng 1. Mà sao cái mình không nhận được, mình thấy lâu quá, bắt đầu mình cũng lên mình tìm hiểu có mấy anh đi trước á, mấy anh chị đi trước á, mấy anh chị cũng nhận là nếu trong thời gian nó nhận không được á thì mình sẽ gửi lại. Nhưng mà mình cũng chưa chắc nữa, được sao cái mình vô AdSense đó. AdSense nó cũng gửi cái thư nói là nếu như mà bạn đã gửi sau khoảng 3 đến 4 tuần mà không nhận được thư á, tức là hơn 21 ngày á thì bạn gửi lại. Thì mình cũng gửi lại luôn nhưng mà rất là may. Gửi lại một phát một là qua 3 ngày sau là nhận được luôn. Bây giờ là mình cũng chỉ các bạn biết là cái cách mà đi nhận nhanh nhất là khi các bạn ghi cái dòng địa chỉ á, các bạn nhớ lưu ghi trong đó thêm một cái bảo mật nha. Bảo mật ghi là thư này rất quan trọng đối với tôi, nếu ai mà nhận được thì xin gửi lời cho tôi qua số điện thoại. Bắt đầu các bạn ghi số điện thoại các bạn vô, các bạn đóng lại, nó giống như là nằm trong cái phần địa chỉ luôn á, không còn là cái số điện thoại riêng tư nữa. Mình cũng làm như vậy nhưng mà rất là nhanh luôn, rất là hiệu quả luôn. Sáng ngày 11 khoảng 8 giờ là anh shipper anh gọi cho mình ra, mình đứng mình chờ, mình trong mình đứng ngoài đứng quỷ luôn, không thấy. Mình đứng tới chiều mình luôn, mình gọi cho anh, nói là anh đang đi giao hàng cho người ta đó, chút xíu anh quay lại. Khi mà anh quay lại thì cũng đã gần 4 giờ 50 rồi đó, là tức mình đứng gần 9 tiếng đồng hồ để mình chờ bức thư của anh. Nhưng mà bao nhiêu cái mệt mỏi mình đứng chờ ngoài nắng á, cũng không sao, nhận được thư là mình rất là vui rồi. Tại vì bao nhiêu cái công sức của mình, kiểu như bao nhiêu công sức của mình bấy lâu nay đó, thì cũng có thành quả ban đầu. Cái này là giống như là cái chặng đường đầu tiên của mình thôi. Như là cái chặng đường đầu tiên của mình khi làm thôi. Ban đầu mình làm, mình các bạn vậy đi, nên giống mình đi, đặt ra cái mục tiêu ban đầu là mình làm video mình đăng lên YouTube để là nên lưu giữ kỷ niệm, mình để mình lưu kỷ niệm thôi nha, chứ mình đừng có quan trọng quá là mình kiếm được bao nhiêu tiền từ nó, giờ thời gian bao lâu để mình được bật kiếm tiền, giờ thời gian bao lâu để mình nhận má pin này kia. Tâm trí của mình thoải mái lắm, quyết định ban đầu là làm kỷ niệm. Nhưng mà sau khi mà đủ điều kiện để làm đối tác của YouTube á, gửi những cái thư thì mình cũng rất là vui. Nói là kỷ niệm như thôi nhưng mà thực chất là rất là vui. Thì sao? Tính từ cái lúc mà được làm đối tác của YouTube rồi tới thời điểm này là khoảng 2 tháng. Gần 2 tháng chứ không được 2 tháng, là khoảng 2 tháng thôi. Là mình nhận được cái má pin.
Nhưng mà mình cũng có biết là để mà đạt được 100 đô á, đối với các cái kênh lớn thì rất là đơn giản, các cái kênh đi trước thì rất là đơn giản luôn. Còn mình giống như kiểu mình làm kỷ niệm á, nên mình cũng không có, lúc đầu mình cũng không có suy nghĩ là kiếm tiền, nên cũng không có quan trọng quá về cái chất lượng. Bây giờ thời điểm này cũng vậy, mình chẳng coi là cái nào, nhưng mà mình sẽ đầu tư một chút gọi là chất lượng hơn nha, để cho các bạn xem kênh mình biết đến mình nhiều hơn, để coi như là mau chóng được hoàn thành bước thứ hai là được 100 đô á. Ngon quá đây. Ốc bự ăn bao đã luôn nha mọi người. Các bạn nhìn này các bạn. Cũng nói được. Ốc này là ốc đồng nha. Ốc bu về mà nó trong đồng á, chứ không phải là ốc bu đen bán ngoài chợ. Đây. Mình nếu mà ốc bu đen bán ngoài chợ á, nó là 90 ngàn một ký. Nhưng mà con ốc này 20 ngàn một ký thôi. Nhưng mà để mà chọn xe bên ngoài nó hơi ồn chút, để mà chọn lựa ăn giữa hai cái 90 ngàn với 20 ngàn á, thì mình chọn cái 20 ngàn này nha. Bằng cái này nha mọi người, mấy con ốc bu vàng này rất là nhiều. Ừ. Tại vì cái con ốc mà 90 ngàn á, cái bằng ốc bu đen á, thì nó thịt nó bở, thịt nó mềm, nó không có được, là nó không có ngọt bằng cái này nữa. Người ta nói con ốc bu đen á thì nó sạch, mình ăn mình an toàn hơn, an tâm hơn mình ăn. Nhưng mà thực chất các bạn biết thì con ốc con nào giống như nhau, giữa một con ốc đồng, các bạn biết chính xác là nó ở trong đồng rồi, so với một con ốc mà các bạn không có rõ nguồn gốc, không có biết là cái loại thực phẩm là con ốc nó ăn cái gì, hoặc là nó ăn trái cây hư thối ở ngoài chợ mà các người nuôi họ đem về họ nuôi đó, giữa các trái cây hư thối và lại nó ăn cỏ ăn lúa thì các bạn chọn cái nào? Nhưng mà mình thì chọn ăn cỏ ăn lúa nha, mà rất là nhiều bạn luôn, cực kỳ nhiều luôn, mình không nói với ai hết, mình nói là nhiều lắm, chọn ăn con ốc, ăn mấy cái loại rau củ quả đồ uống đồ với ở ngoài chợ đem về. Bởi vì các bạn nghe các bạn truyền miệng nha, nó là con ốc này sạch, nó ăn đồ sạch, nên ăn luôn cái ruột, ăn luôn cái phần đít. Nhưng các bạn đâu biết là nó ăn cái gì đâu. Còn con ốc này á, mình biết nó ăn cỏ ăn lúa ngoài chợ ngoài đồng luôn, nhưng mà mình ăn mình vẫn bỏ phần đít, mình vẫn ngâm cho nó sạch. Rồi thịt nó giòn ngọt, rất là ngon luôn. Và cái quan trọng không kém là nó rẻ tiền. Một cái rẻ tiền, ăn ngon, thịt ngọt, thịt giòn, biết chính xác mình có thức ăn. Thì tôi như mình mà không thử mấy con này, đừng có chơi con mấy con ốc bu vàng này, cho trâu, cho bò, cho ngựa hay cho mấy con vịt bậm cho nó ăn. Giờ không có mà ăn đấy các bạn, mình nói thiệt. Giống như mà các bạn đi ăn mà giữa ăn quán vỉa hè là quán cái là nhà hàng á, ăn mấy cái nhà hàng, các bạn đã biết bên trong nhà hàng người ta nó ăn như thế nào đâu, đã biết vô cả bên trong đâu, trừ khi nào có bên an toàn vệ sinh thực phẩm á họ ghé, khi đó nhà hàng được báo trước là phải làm sạch làm kỹ, các món ăn phải như hợp vệ sinh, sau 1 năm hoặc là 6 tháng họ sẽ quay một lần nữa, là đúng cái ngày đó họ sẽ được báo trước luôn là làm lại luôn. Chứ còn những ngày còn lại, những người mà bên an toàn thực phẩm á, họ đâu có ghé. Bên đây người ta làm sao ta làm, miễn sao ra món ăn ngon là được. Chứ họ ta không biết là có hợp vệ sinh hay không. Nhưng khi mà cái quán thường, quán bình dân ngoài đường á, bán nó còn hợp vệ sinh hơn ở trong nhà hàng mới thiệt. Mình tay cho mấy con này con cậu hết này nổi không? Mới 11 con à, ít mà. 11 con ốc bự này chắc cũng khoảng hơn nửa ký vậy. Con cậu nó giờ gần cái ký rồi đó thôi. Mà cay quá. Con vô con lấy con giấy đây trên bàn đây. Đây. Mấy cái này mình đâm cay nó mới ngon.
mà biết ăn cay á, trời ăn mấy cái này là siêu điện luôn á. Mới hỏi không phải là không phải mình tự mình khen mà chứ thực chất là nó ngon, rất là ngon luôn, ngon số chắc luôn á, ngon hơn ở ngoài rất là nhiều luôn. Mình không biết ăn cay nên giờ ăn há nước mũi nước miệng gì nó chảy ra hết trơn mà. Bây giờ mình làm một cái mớ không cay, nó chắc chắn nó sẽ không ăn, nó sẽ dê. Bởi vì cái này nó ngon nhưng mà bù lại nó sẽ cay. Bởi vì cái cay mình ăn mình uống nước vô á, nó lại kích thích mình ăn nữa. Cái nhà mà biết ăn cay là ăn cái này là chuyện luôn á. Nãy mình đâm là mình còn bỏ có thêm sữa ông thọ đó các bạn, cứ sữa ngoài sao á, để cho nó béo nó ngon hơn đó nha. Nó nóng nó cay rất là nhiều luôn. Cảm ơn tất cả các bạn đã luôn theo dõi và ủng hộ mình trong suốt thời gian qua nha. Nếu các bạn thấy video mình có hay thì các bạn nhớ like và share nha, để cho mình nhận được nhiều hơn sự ủng hộ từ khắp mọi người á. Ngoài các bạn một con người mình kết thúc clip luôn nha. Clip bằng kênh mình được nhận máy pin á, thì tới đây cũng sẽ kết thúc. Các bạn xem video cho mình xin một like, một đăng ký kênh nha. Xin mời các bạn nha. Chắc là giòn các bạn ơi. Giòn giòn ngọt ngọt xịt xịt. Nãy giờ mình dán mình gầm mà mình phải công nhận là nó cay quá cay. Xin chào các bạn nha, hẹn gặp lại các bạn ở các video sau nha. Bye bye mọi người. Mọi người nha, đăng ký ủng hộ kênh nha.